Chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình đây. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái app, một cái mà dùng để kiếm tiền. Và các bạn biết rằng là cái app này kiếm được rất là nhiều tiền. Mà như chúng ta thấy này, trong cái bảng xếp hạng này. Đây các bạn thấy không? 7 triệu, 7 triệu, 6 triệu, 5 triệu, 4 triệu. Đấy. Còn rất là nhiều tiền mà rất là nhiều người mà đã kiếm được tiền nhờ vào cái app, cái ứng dụng này, đúng không? Bạn có thể bằng nhập cái mã mời của tôi vào trong này. Đấy, tôi có để cái mã mời của tôi đây. Là 80440023. Đây là cái mã mời của tôi, và khi bạn nhập cái mã mời mời này vào thì bạn sẽ được là một số tiền ban đầu. Nó dao động trong khoảng từ 3.000 cho đến 5.000 gì đấy. Đấy, để cho các bạn hứng khởi và các bạn làm tiếp. Đúng không? Khi mà các bạn có được một số tiền ban đầu ấy thì bạn sẽ làm được cảm thấy là rất nhanh, tiến tới rất là nhanh chóng. Nhưng mà khi mà bạn không có số tiền ban đầu ấy thì bạn cảm thấy là mình làm nó không được tốt cho lắm. Và khi mà bạn 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 có được cái mã mời ấy thì cái app này nó sẽ ưu tiên cho bạn. Nó ưu tiên nhiều ứng dụng cho bạn. Và ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều cái kiếm coin này, đổi thưởng này, tiền tiền thưởng này, ví dụ tôi vào tiền thưởng chẳng hạn. Tôi vào mục tiền thưởng. Ok. Không đúng không? À, đây chúng ta vào xem video quảng cáo nhé. Chúng ta xem video quảng cáo chúng ta đã cũng có tiền rồi. Đấy. Đây là cái video quảng cáo về 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 game được tích hợp ở trong 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 cái quảng cáo này. Và khi chúng ta xem cái video quảng cáo này tùy theo nhé. Có video quảng cáo bạn xem bạn sẽ được là 60 đồng. Có video bạn sẽ được là 100 đồng. Và có video bạn sẽ được là 20 đồng hay 40 đồng. Đấy. Tùy vào cái chiết khấu, tùy vào loại thôi. Đấy. Và bạn tắt đi. Bạn nhấp đồng ý để nhận tiền. Tiếp theo là bạn vào cái vòng quay quay may mắn của nó. Bạn quay. Ở đây là tôi, lúc trước là tôi đã quay rồi. Cho nên bây giờ nó hết rồi. Nó không còn quay được nữa rồi. Đấy. Bạn cũng có thể like fanpage để kiếm kiếm tiền, đúng không? Hoặc là bạn tham gia cái trò chơi may mắn của nó, nhưng mà khi mà bạn tham gia là bạn chắc chắn bạn phải mất mất tiền đấy. Đấy. Mất số coin của bạn hiện đang có đấy. Đấy. Rồi khi bạn mời bạn bè chơi thì cũng mà bạn cũng sẽ được một một coin khi bạn mời được một một bạn bè, đúng không? Bạn có thể kiếm coin bằng cách là cài đặt mấy cái app này nữa này. Đấy, bạn bạn có thể vào, ví dụ như là trong này là đánh bài đổi thưởng đúng không? Bạn nhấp vào cài ứng dụng này. Lưu ý là bạn phải lưu ý cái nhà phát triển hoặc là cái hình đại diện của nó nhé. Đấy. Rồi bạn nhấn, bạn làm theo những hướng dẫn này để có thể nhận được được tiền. Và bước cuối cùng khi mà bạn đã đủ coin rồi ấy, bạn đủ 10.000 coin rồi ấy, thì bạn sẽ đổi số coin này ra thẻ thẻ cào. Bạn có thể chọn ba thẻ này, Vina, Viettel là Mobi. Đấy. Có rất là nhiều, và chúng ta thấy các bạn xếp hạng kinh không? 6 triệu, một con số cực kỳ lớn. Và chắc chắn là họ cũng chỉ làm trong vòng là chưa đầy 1 năm đâu các bạn ạ. Họ cũng trả hơn gì ta hết đấy. Và tôi nhắc lại là bạn hãy hãy nhập cái mã mời của tôi vào để có được một cái số tiền ban đầu. Số tiền nó sẽ giúp cho bạn là có thêm được được nhiều nhiều cái tiền mới, đúng không? Đây, đây là mã mời của tôi.
8044002223. Và tôi xin kết thúc cái video này tại đây nhé.